Ủy ban dân thành phố Hải Phòng vừa có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đất tại phường Vạn Hương, Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn quận Đồ Sơn đã có mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá làm 4 nhà dân bị sập tường và ảnh hưởng. Trong đó, một ngôi nhà tại tổ dân phố số 1 và 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng tại tổ dân phố số 7, phường Vạn Hương. Hai vị trí bị sạt lở áp sát nhà dân tại tổ dân phố số 6, phường Ngọc Xuyên, tuyến đường Hiếu Tử, đường Yết Kiêu bị sụt lún. Ủy ban dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban dân quận Đồ Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tổ chức di rời các hộ dân ra khỏi khu vực bị sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở và tài sản của nhân dân. Thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp bảo đảm an toàn và xây dựng phương án xử lý khắc phục sạt lở bảo đảm ổn định lâu dài. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng phối hợp với Ủy ban dân quận Đồ Sơn thông báo rộng rãi tình huống khẩn cấp này. Thưa quý vị, theo Viện Vật lý Địa cầu, vào 2 giờ 27 phút 08 giây ngày 3 tháng 9, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,847 độ Vĩ Bắc, 108,251 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang theo dõi trận động đất này. Cũng trong rạng sáng nay, vào lúc 3 giờ 18 phút 54 giây giờ Hà Nội ngày 3 tháng 9, một trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,728 độ Vĩ Bắc, 103,176 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Thưa quý vị, năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên, trong đó cấp mầm non là 818 biên chế, tiểu học là 695 biên chế, trung học cơ sở 137 biên chế và trung học phổ thông là 31 biên chế. Số giáo viên được giao bổ sung sẽ được phân bổ cho các địa phương kỳ phục vụ năm học mới 2022-2023. Theo đó, việc phân bổ sẽ được thực hiện theo hướng đối với mầm non ưu tiên phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đang còn giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định 06 năm 2018 của Chính phủ, hiện nay đang tạm thời hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Đối với khối phổ thông, ưu tiên cho các đơn vị khó khăn, thiếu nhiều giáo viên, nếu còn chỉ tiêu thực hiện việc phân bổ theo tỷ lệ chung, bảo đảm công bằng, khách quan. Thưa quý vị, theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do kỳ điều chỉnh này trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên được lùi sang ngày 5 tháng 9. Dữ liệu cập nhật giá xăng của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong vài ngày gần đây đột ngột giảm mạnh. Cụ thể, xăng RON 92 giao dịch hôm 31 tháng 8 được ghi nhận ở mức hơn 97 đô la Mỹ, trong khi trước đó một ngày vẫn gần 110 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, giá RON 95 là 111 đô la Mỹ một thùng hôm 30 tháng 8 và sau đó một ngày sụt xuống chỉ còn 100 đô la Mỹ. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá dầu thế giới được ghi nhận sáng nay, ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên Oil Price vẫn có xu hướng giảm mạnh. Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng dầu thế giới đang biến động rất mạnh và trong kỳ điều hành ngày 5 tháng 9, giá xăng trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng. Trong khi đó, nếu kỳ điều hành vẫn rơi vào ngày 1 tháng 9 như thường lệ, giá xăng được dự báo tăng ở mức từ 100 đến 250 đồng mỗi lít, còn giá dầu tăng ở mức khoảng từ 1.700 đến 2.000 đồng mỗi lít hoặc kg tùy loại. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy thêm tàu Thống Nhất và các tuyến Đồng Hới Hà Nội, Vinh Hà Nội, Thanh Hóa Hà Nội, Lào Cai Hà Nội và Hải Phòng Hà Nội. Cụ thể, tuyến Đồng Hới Hà Nội chạy thêm tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16 giờ 50 phút các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 35 phút. Tàu SE18 xuất phát lúc 16 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 9 đến ga Hà Nội lúc 3 giờ 40 phút. Tuyến Vinh Hà Nội ngoài tàu NA1 chạy hàng ngày, chạy thêm tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 13 giờ 25 phút các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9 năm 2022. Tuyến Thanh Hóa Hà Nội chạy thêm tàu TH2 xuất phát ga Thanh Hóa lúc 13 giờ 50 phút ngày mùng 4 tháng 9. Tuyến Lào Cai Hà Nội chạy tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20 giờ 55 phút ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Tàu SP4 xuất phát lúc 21 giờ 30 phút các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Tuyến Hải Phòng Hà Nội hàng ngày có 4 chuyến tàu xuất phát ga Hải Phòng về Hà Nội. Tàu LP2 chạy lúc 6 giờ 10 phút, tàu LP6 chạy lúc 9 giờ 10 phút. Tàu LP8 chạy lúc 15 giờ, tàu HP2 chạy lúc 18 giờ 40 phút, tàu HP2 không trả khách ga Long Biên, không trả xe ga Gia Lâm. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, truyền hình nhà nước Iran ngày 2 tháng 9 đưa tin, hải quân nước này hôm 1 tháng 9 đã bắt giữ hai tàu do thám của hải quân Mỹ trên biển Đỏ. Sau khi đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải quốc tế, hải quân Iran đã thả hai con tàu và cảnh báo hạm đội Mỹ không được lặp lại hành động tương tự. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua, Iran bắt giữ tàu nổi không người lái của Mỹ tại vùng vịnh.
Cùng ngày, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận tàu chiến của Iran đã kéo hai tàu nổi không người lái của Mỹ, sau đó che phủ bằng bạt và phủ nhận chiếm giữ tài sản của Washington trước khi thả hai con tàu này. Phát ngôn của quan chức Mỹ trái ngược với thông tin do truyền hình Iran công bố, trong đó cáo buộc tàu không người lái của Mỹ đe dọa an toàn hàng hải trong khu vực. Ngày 2 tháng 9, hàng chục nghìn người dân Argentina đã tập trung tại khu vực quảng trường tháng 5 ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner sau khi bà bị ám sát hụt ngay trước cửa nhà riêng một ngày trước đó. Các đảng phái trong liên minh cầm quyền, các tổ chức xã hội đã huy động tối đa lực lượng tham gia sự kiện này sau khi Tổng thống Alberto Fernández ký sắc lệnh đặc biệt công nhận ngày 2 tháng 9 năm nay là ngày nghỉ lễ quốc gia để người dân được tự do tham gia biểu tình, đoàn kết, bảo vệ nền dân chủ và phản đối những hành động thù hận trong xã hội. Tổng thống Fernández cho rằng việc Phó Tổng thống bị ám sát hụt là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi đất nước khôi phục nền dân chủ năm 1983. Chính phủ nhiều nước Mỹ Latin, Liên Hợp Quốc và Mỹ đều tuyên bố lên án hành động ám sát hụt nhà lãnh đạo Argentina. Thưa quý vị, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết một vụ tấn công bằng chất nổ tại miền Tây Nam Colombia ngày 2 tháng 9 đã khiến 8 cảnh sát thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Colombia cực lực lên án vụ tấn công, nhấn mạnh đây là vụ phá hoại đối với nền hòa bình toàn diện, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ việc này và hiện giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các lực lượng an ninh kể từ khi ông Petro nhậm chức tổng thống vào đầu tháng 8. Nhà lãnh đạo Colombia đã cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp toàn diện để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt 6 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa vừa về nước sau nhiều tuần tháo chạy ra nước ngoài trong bối cảnh đất nước lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Ông Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka bằng máy bay quân sự vào giữa tháng 7 sau khi đám đông biểu tình xông vào văn phòng Tổng thống, bao vây tư dinh của ông. Ông Rajapaksa đã gửi đơn từ chức và được Quốc hội Sri Lanka chấp thuận. Việc từ chức đồng nghĩa với việc ông Rajapaksa không còn quyền miễn trừ truy tố và các nhà hoạt động nhân quyền tuyên bố sẽ kêu gọi khởi tố ông với nhiều cáo buộc. Cựu Tổng thống Rajapaksa thời gian qua trở thành tâm bão chỉ trích của nhiều người biểu tình Sri Lanka với cáo buộc phạm hàng loạt sai lầm dẫn tới suy thoái kinh tế, lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt. Thưa quý vị, Ấn Độ ngày 2 tháng 9 đã ra mắt tàu sân bay tự đóng đầu tiên mang tên Iron Beacon. Với chiều dài 262m và lượng dãn nước 47.400 tấn, tàu sân bay INS Beacon là chiến hạm lớn nhất do Ấn Độ chế tạo. Beacon có thủy thủ đoàn 1.600 người mang theo 30 máy bay trực thăng và tiêm kích. 75% thành phần tàu sân bay Beacon được chế tạo trong nước do hơn 100 doanh nghiệp cung cấp. Ấn Độ khởi đóng Beacon vào tháng 2 năm 2009, hạ thủy vào tháng 8 năm 2013 và ra biển chạy thử vào tháng 8 năm 2021. Con tàu được chế tạo với các tính năng tự động hóa hiện đại và là con tàu lớn nhất từng được đóng trong lịch sử hàng hải Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi gọi đây là một ngày lịch sử và mang thành tựu bước ngoặt trong nỗ lực tự chủ quốc phòng của Ấn Độ. INS Beacon được cho là sẽ đóng vai trò củng cố vị thế của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương.